Sáng nay, huyện An Minh đã tiến hành thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 lần thứ 2 trên địa bàn 11 xã thị trấn. Đợt này, huyện An Minh tập trung xét nghiệm với tỷ lệ 15% dân số đang sinh sống tại một số khu nhà trọ. Các xóm trọ tập trung nhiều công nhân, khu vực xung quanh bệnh viện, một số chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng, các cơ sở dịch vụ karaoke, cắt tóc, quán ăn đông người, nhân viên bán hàng ở cây xăng, một số cơ quan có giao dịch nhiều với người dân như hiệu thuốc tại các bến xe tàu, ban quản lý, nhân viên bán vé, bảo vệ, xe ôm, lái xe taxi, lái xe khách, khách sạn, nhà nghỉ và các đối tượng nguy cơ khác. Theo kết quả Trung tâm Y tế huyện An Minh, việc xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 đợt 1 vào ngày 21 tháng 8 năm 2021 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp 10 người theo nhân khẩu từng hộ gia đình với kết quả âm tính 100%. Trong ngày 28 tháng 8 sẽ hoàn tất xét nghiệm lần thứ 2 và 7 ngày tới sẽ tiến hành xét nghiệm đợt 3.